Hello, chào tất cả anh em ha. Hôm nay đi dắt cá chê anh em ơi, mới được hai con nè. Đi dắt cái em sẹt 40D của bắp nha. Đây là lên con nè anh em. Đây lên con nó nè. Có người chạy qua anh em ơi, mình tắt máy nha anh em. Rồi dứt tiếp tục luôn nha anh em ơi. Nãy có xuồng rồi có người nữa, thành ra mình không có quay anh em ơi. Nãy giờ cũng được ký ngoài 2 ký nè. Lên ra nhỏ xíu coi anh em. Hai con kìa, 3 con luôn kìa, nhỏ không đó. Nè, tí tí không anh em ơi. Đây con bự nè. Lấy con bự thôi, con nhỏ thả lại nha anh em. Nhỏ quá. Thả lại đi. Con nhỏ đem về người ta cũng không có mua đâu anh em. Nên mình không có vớt. Vớt cá mấy con bự bự thôi. Đây, lên con này cũng đỡ đỡ nè. Vớt nha nè. Cũng nhỏ mà kệ, vừa vừa là vớt. Còn nhỏ quá mới mình không vớt. Chuối. Đây, 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 lên. Chê đụng là lên liền. Tại mình chỉnh hơi mạnh đó. Mình đi vớt mấy cá bự không à. À, chuối rồi lên kìa. Anh em thấy không? Lên không thấy đường vớt nữa nè. Khổ thiệt chứ, mất con cá luôn. Ôi. Mất rồi anh em. Nên mình chỉnh cho nó nhanh chút nữa dễ vớt. Con này nhỏ à. Thả luôn đi. Nó nhỏ xíu à anh em thấy không? Con nãy bự chìm rồi. Một tay quay một tay vớt, khó vớt quá trời. Đây đây đây, bự nè anh em thấy không? Đây nè, bành kỳ luôn. Đó. Đi
Đồ bự gì vớt mới đã. Có cá đụng là lên à. Gần tới nhà người ta nữa anh em ơi. Chắc mình quay tới cái bọc bè đó là mình ngưng video nha anh em. Để mình vớt thấu kinh này luôn. Tại khúc nhà cầm cái điện thoại quay nó kỳ lắm anh em. Nó đang mở thùng rìu kéo, đang mở nhạc anh em nghe không? Đây đây, quần này nè anh em. Quần này, lên nè. Cũng nhỏ. Thôi, video cũng tạm thời kết thúc anh em ơi. Tới cái khúc nhà cái chốt lên anh em thấy không? Tới cái bồn dịch đó anh em thấy không? Thôi mình tạm ngưng video nha anh em. Chào anh em ha. Mình mới tới nhà luôn nha anh em ơi. Chưa có tháo dây cáp nữa anh em ơi. Thì được đâu cũng cỡ 4-5 kg vậy nè. Được con cá lóc lên nè anh em. Cá lóc lên luôn anh em. Nó gần dây á. Lên luôn. Nói chung ra cũng tạm ổn nha anh em. Anh em nào có cần máy kích lạnh, kích nóng gì đó thì cứ alo cho mình ha. Mình chuyên về máy cơ nha anh em. Còn điện tử thì mình không có làm nha. Đó. Thành quả đi nãy giờ cũng có tiếng máy nha. Rồi, kết thúc video nha anh em. Chào anh em ha.